bạn, mình là Tùng, tới từ công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HTI. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm về thiết bị an ninh và thiết bị phân tích ma túy chất nổ cầm tay dùng công nghệ Raman. Đây là thiết bị tắc tích ID Plus được sản xuất bởi công ty Electech của Mỹ. Tắc tích ID Plus sử dụng bước sóng 785 nanomet với thư viện chất có sẵn là hơn 10.000 chất, cung cấp đủ số lượng chất hóa chất ma túy và chất nổ trên thị trường hiện nay, giúp cho lực lượng an ninh dễ dàng phát hiện các chất nguy hiểm. Với sản phẩm này thì các lực lượng sử dụng chủ yếu đó là lực lượng cảnh sát ma túy, biên phòng hay là các lực lượng phản ứng nhanh tại hiện trường. Một bộ tắc tích ID thì gồm rất nhiều các phụ kiện khác nhau để hỗ trợ các người dùng sử dụng tại hiện trường. Đây là đầu dò để test trước khi sử dụng thiết bị để kiểm tra xem là hiệu suất của máy đã đảm bảo hay chưa. Tiếp theo là đầu ngắm điểm để phân tích các chất theo hướng thẳng. Đây là đầu dò để phân tích các chất hóa học dạng lỏng sẽ cho vào thủy tinh, chai thủy tinh. Còn đây là đầu dò điểm góc. Với thiết bị này thì sử dụng người dùng sẽ sử dụng để kiểm tra các chất ở các góc độ khác nhau tùy theo người sử dụng. Ở đây thì có các lọ thủy tinh để sử dụng để phân tích lấy mẫu chất lỏng. Ngoài ra thì thiết bị đi kèm gồm có một đầu bảo vệ đầu dò laser, một bút cảm ứng USB kết nối. Ngoài ra thì mỗi hộp của thiết bị sẽ đi kèm hai pin lithium sử dụng liên tục trong vòng 4 đến 5 giờ. Đây là bộ sạc của thiết bị, sạc trực tiếp trên sân máy hoặc là sử dụng đốc sạc. Đây là bộ chứa pin sử dụng pin dùng một lần, pin 123A trong trường hợp khẩn cấp mà trong khi đi hiện trường, khi các đơn vị chưa sử dụng sạc kịp thời thì sẽ sử dụng pin một lần được. Còn đây là cái kính bảo vệ mắt khi dùng thiết bị. Thiết bị Tactic ID Plus thì sử dụng đầu dò laser 3P. Thế nên là khi mà dùng thiết bị thì người dùng tránh chiếu trực tiếp vào mắt, khoảng cách an toàn là ngoài 50cm. Chính vì vậy khi mà sử dụng thiết bị thì người sử dụng nên đeo kính để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng các loại đầu dò để test thử một số các loại chất. Để khởi động thiết bị thì chúng ta giữ chặt nút power khoảng tầm 2-3 giây, thả ra. Quá trình đăng nhập thì ở đây chúng ta có hai chế độ đăng nhập, chế độ admin là chế độ quản lý chung. Ngoài ra thì người dùng có thể tạo các tài khoản khác nhau để dễ dàng quản lý. Đây là giao diện sử dụng của thiết bị. Bây giờ chúng tôi sẽ test thử một số chất. Đây là chất ở dạng bột. Thì chúng ta có thể kiểm tra các chất vượt quét. Nó hiện đều thông tin như là thành phần hóa học của nó là gì, tên hóa học, gas. Ngoài ra chúng ta có thể chụp ảnh mẫu để lưu bằng chứng.
Kết quả chụp ảnh sẽ được lưu vào báo cáo sau khi xuất ra dưới dạng PDF. Ngoài ra chúng ta có thể nốt được thông tin, nội dung